Rồi, mến chào các bạn. Hôm nay mình đi, mình đã mua vé đi du lịch của Khánh Hoàng ha. À, đây, du lịch của Khánh Hoàng thì mình đi đây, mình đi cha Diệp mẹ Nam Hải nè. Đây là số điện thoại của công ty. Rồi, mình đi với giá vé là 639k. 639k với cái giá mà bây giờ thì tính ra là nó quá rẻ các bạn. À, một cái tour chạy từ đây về đó khoảng bao nhiêu cây số ta, phải 300 cây à. Phải 300 cây, hơn 300 cây. Mà chỉ với 639k mà được là bao ăn uống đồ này kia khác nọ nữa thì mình thấy là một cái giá rất là rẻ ha. Thì hôm nay mình bắt đầu mình đi để mình trải nghiệm. Để đi trải nghiệm, đây là công ty, văn phòng của công ty đây. Đang làm thủ tục để chuẩn bị lên đường, chuẩn bị xuất phát. Rồi, thì ở đây thì chuyến này thì tuyến cũng mới vừa mở thôi, thành thử ra thì cái lượng khách của ngày hôm nay cũng không có nhiều. Thì ở đây cứ một tuần là đi 2 ngày, một ngày ngày thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, ngày thứ bảy chủ nhật, tính ra tối thứ sáu đi, thứ bảy chủ nhật. Đây mình đi chiếc 15 chỗ ha. Rồi mình đi chiếc 15 chỗ, ngày nay đi chiếc 15 chỗ. Bây giờ mình sẽ trải nghiệm thử xem coi xe cộ với dịch vụ ở đây nó như thế nào các bạn nha. Xe thì rất đẹp rồi đó, mình đánh giá xe thì đẹp, mới, tuyệt vời. Rồi bây giờ lên xe thôi, giờ mới lên xe nè, mới xem thử trải nghiệm qua xe như thế nào. À, xe có chống Covid hả? Dạ. Dán đôi chống Covid phải không? Dạ. Bé ngồi ghế nào? Dạ, con ngồi băng cuối cùng. Cuối cùng hả? Dạ. À, xe đồ rất là mới nha, xe cộ đồ rất mới, sạch sẽ chứ không phải như sạch sẽ chứ không có bày hày như những chiếc xe khác. Nói chung công ty này thì đi tour này cũng rất là nhiều năm rồi. Xuống tới Tiền Giang và qua Vĩnh Long, Cần Thơ, Sóc Trăng và cuối cùng điểm cuối cùng là Bạc Liêu. Thì điểm đầu tiên của chúng ta thì sẽ dừng lại ở ngay tại Cha Diệp, cách thành phố Bạc Liêu tầm khoảng 30 cây đi về hướng của thành Cà Mau. Hy vọng rằng là anh tài xế sẽ đưa chúng ta đến với nhà thờ Tắc Sảy Cha Diệp đúng vào cái lễ đầu tiên vào lúc 5 giờ sáng. Thì trên đường đi thì chúng ta sẽ dừng lại một vài điểm để cho tất cả các cô chú chị em ta nghỉ ngơi. Thì điểm đầu tiên mình sẽ dừng lại ở ngay trên cao tốc của thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, ở đó có một cái trạm dừng chân. Sau đó thì về tới Tiền Giang, tới ngay chỗ cái lại cái bè thì chúng ta có một cái điểm nữa, đó là trạm dừng chân Minh Phát. Và về tới Sóc Trăng thì chúng ta lại có một cái điểm dừng chân nữa trước khi chúng ta về tới nhà thờ Tắc Sảy chỗ của Cha Diệp. Rồi sau khi mà chúng ta vào lễ sớm đầu tiên của ở Cha Diệp thì chúng ta sẽ tham quan cho đến tầm khoảng chừng 6:30 thì mình sẽ khởi hành về lại thành phố Bạc Liêu. Thì sáng ngày mai chúng ta sẽ ăn sáng ở ngay tại nhà hàng nhà công tử Bạc Liêu. Sau khi ăn sáng xong thì chúng ta sẽ đi tham quan và đây chúng ta sẽ được các cô hướng dẫn viên ở đây giới thiệu sơ nét về cuộc đời cũng như là cái ngôi nhà của công tử Bạc Liêu cũng như là nhà của hội đồng trạch. Ngôi nhà được xây dựng vào năm 1919 cho tới ngày hôm nay. Dần dần lại thì hiện giờ ở đó thì có một cái bàn, đó là con của công tử Bạc Liêu.
ngồi để giống như là kể lại cái cuộc đời của cha mình ở ngay tại ngôi nhà này. Thì sau khi tham quan ở nhà công tử Bạc Liêu xong thì mình lại tiếp tục khởi hành ra Mẹ Nam Hải, một trong những cái điểm tham quan tâm linh cũng khá là nổi tiếng ở ngay tại nhà mát của tỉnh Bạc Liêu. Sau khi tham quan xong cái Mẹ Nam Hải thì chúng ta sẽ ra một cái quảng trường rất là lớn, một trong những cái nơi rất là đẹp, đó là quảng trường Hùng Vương. Nơi đó có kế bên cái quảng trường Hùng Vương là cái nhà hát Nón Lá, hay còn gọi là nhà hát Cao Văn Lộc, nhưng mà được xây dựng theo cái hình cái chóc, cái mái nhà là hình cái nón lá nên người ta gọi là nhà hát Nón Lá. Thật sự cái tên nhà là nhà hát Cao Văn Lộc. Và kế bên là quảng trường Hùng Vương có một cái cây đặc biệt, một trong những biểu tượng của cái vùng đất Bạc Liêu, nơi mà ông Cao Văn Lộc sinh ra và lớn lên, và một trong những cái nơi đó mà cái bài Dạ Cổ Phải Lan ra đời. Thì sau khi tham quan xong cái quảng trường đó thì mình lại xe lại đưa tất cả các cô chú chị chúng ta về với lại Sóc Trăng. Thì trưa ngày mai thì chúng ta sẽ ăn cơm trưa tại một cái nhà hàng gần với cái ngôi chùa của người Khmer, đó là nhà hàng Chùa Dơi. Nhưng mà chúng ta sẽ không vào tham quan Chùa Dơi. Sau khi ăn cơm trưa xong thì mình lại tiếp tục khởi hành về về Vĩnh Long. Thì chúng ta sẽ tham quan trung tâm hành hương Đức Mẹ Fatima, một trong những trung tâm hành hương cũng khá là lớn ở ngay tại Vĩnh Long, trước khi chúng ta khởi hành về lại thành phố Long Thành kết thúc chương trình. Thì đó là toàn bộ cái chương trình chúng ta tham quan cha Diệp Mẹ Nam Hải, Đức Mẹ Fatima Vĩnh Long, hai ngày, một ngày một đêm. Toàn bộ chương trình của chúng ta là như vậy. Rồi tới trạm dừng nghỉ Minh Phát 2 hả? Cái bè Tiền Giang, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Đó, để mình vô mình tham quan thử. Hồ Cá Coi. Đây là trạm dừng chân Sóc Trăng các bạn. Thì nghỉ ở đây một chút rồi đi vệ sinh. Nghỉ ở đây vệ sinh một chút, ai ăn uống thì ăn rồi đi tiếp. Đây là phòng sinh lễ ở tại nhà thờ cha Diệp. Thì nơi đây trưng bày là những cái kỷ vật và rất là nhiều tượng của giáo dân người ta cúng, người ta dân tại đây ha các bạn nha. Các bạn vô đây các bạn xin lễ ngay đây, bàn bên đó người ta đang ngồi ghi, đó là bàn xin lễ đó các bạn. Rồi mình xin phép quay tòa tổng thể một vòng chung quanh là khu nhà mà nhà xin lễ của cha Diệp ha, nhà thờ khu vực cha Diệp, nhà thờ cha Diệp. Còn ở bên phía mà bên nhà thờ làm lễ là nhà thờ Tắc Xài, thì nó cũng nằm trong khuôn viên này luôn. Cái vùng Bạc Liêu này
Hiện nay mình đang ở cách Bạc Liêu về phía dưới Cà Mau khoảng 30 cây số, cách thành phố Bạc Liêu. Đây là một cái này được gọi là hộ phòng hay thuộc là thị xã Giá Rai của tỉnh Bạc Liêu. Thì cái nhà thờ này được mang tên là nhà thờ Tắc Sậy. Tắc Sậy thì tại sao gọi là Tắc Sậy? Là khi cái nhà thờ này nó có xây dựng ở ngay tại cái vùng này thì cái con đường này gọi là con đường tắc, và cái tắc, năm sậy. À, và tắc đến cái vùng nhà thờ ở cái khu vực Lao Sậy mới có tên gọi là Tắc Sậy. Và tắc ở đây là tắc xe nha. Tắc ở đây là tắc xe. Rồi, còn cái nhà thờ này được xây dựng vào năm 1924 cho tới bây giờ. Và cha Trương Bửu Diệp thì về đây nhậm chức làm linh mục và cai quản cái xứ này vào năm 1930. Thì khi ông mất thì có rất nhiều cái giả thiết cho rằng là ông thứ nhất là ông đứng nhất. Lên ông đứng lên ông để thứ nhất là người Nhật Bắc, người Nhật Bắc đó là một chuyện khác, một chuyện, một cái giả thiết khác. Rồi một giả thiết khác là ông đứng lên ông chống đối lại những cái chính quyền địa phương ngay tại vùng này cho những người dân cùng cực ở ngay tại cái khu vực Bạc Liêu này. Đó là một số những cái giả thiết, và hiện giờ cho đến giờ phút này thì vẫn chưa biết được là cái nguyên nhân vì sao ông mất ở ngay tại thì cái ngôi mộ ông thì ngay tại cái nhà thờ Tắc Sậy này cho đến ngày hôm nay. Còn cái nguyên nhân thì nhiều người nói là do người Nhật Bắc, rồi do đảo chính, rồi vân vân, rồi rất nhiều thứ. Cái vấn đề hiện nay cái nguyên nhân mà để cha Trương Bửu Diệp mất thì đến hiện giờ thì vẫn không. chưa phải nói một câu đơn giản thôi, chỉ có Chúa mới biết mà thôi. Dạ đúng rồi, chỉ có Chúa mới biết mà thôi. Rồi đó là cái điểm đầu tiên mà chúng ta tham quan khi mà đến cái vùng đất Bạc Liêu này. Tôi xin thầy cho con xin một cái điểm nữa mà sắp tới nữa chúng ta sẽ đi ngang qua ngay tại thị xã Giá Rai, và chúng ta đi ngang qua cái cầu có mang tên là cầu Nọc Nạn. Nọc Nạn thì tại sao gọi là Nọc Nạn? Nó là một cái dạng cái cây nó cắm xuống bùn và nó có hai cái nhánh chỉa ra giống như cây nạn vậy đó, giống như cái đó, để họ gác những cái cây lên họ làm cái việc kẹo giống cái trật ná. Dạ đúng rồi. Thì tại sao lại có cái ở đây thì có cái khu di tích lịch sử Đồng Nọc Nạn? Thì nếu cái bảng nó bị nhà hàng khách sạn ha, Công Tử Bạc Liêu. À cổng trước hả, cái này cổng sau hả, nhà hàng Công Tử Bạc Liêu nè. Rồi Tử Bạc Liêu anh, đúng rồi, đây nhà hàng Công Tử Bạc Liêu, có cả muối Bạc Liêu nữa. Công Tử Bạc Liêu à. Nhà hàng Công Tử Bạc Liêu bàn ghế này là do Công Tử Bạc Liêu sắm nè. Thiệt mà, bộ loa kia của Công Tử Bạc Liêu, bộ loa kia của Công Tử Bạc Liêu sắm nè. Ấy, bộ có một mình cứ ai ở Bạc Liêu cứ đẹp trai mà chơi sang là công tử hết á, cho biết như vậy. Kìa, cái bộ kia do Công Tử Bạc Liêu sắm á. Thiệt mà, cứ ai mà coi như cứ đẹp trai mà chơi sang là Công Tử Bạc Liêu hết á. Rồi đây là xe của Công Tử Bạc Liêu nè. Lần đầu tiên thì em xin gửi lời chào đến quý đoàn đã đến tham quan nhà của Công Tử Bạc Liêu.
và vinh dự được đón đồng mình trong buổi sáng ngày hôm nay. Đồng mình thân mến, ngôi nhà mà đồng mình đang tham quan thì ngôi nhà này tính đến thời điểm hiện tại đã được 103 năm. Ngôi nhà do ba của công tử Bạc Liêu, tức là ông Trần Trung Trạch, đã thuê một kiến trúc sư người Pháp thiết kế và xây dựng ngôi nhà vào năm 1917 đến năm 1919 khi hoàn thành. Ngôi nhà đã trùng tu sơn lại màu sơn cho nó mới và đi hệ thống điện. Ngày xưa thì nhà của công tử chưa có sự điện điện, chỉ dùng đèn dầu và đèn đường sông để thắp sáng. Xin mời đồng mình nhìn lên trên trần nhà. Tất cả những nét hoa văn được vẽ trên trần nhà, đây là hoa văn cho một họa sĩ ở vẽ bằng tay từ năm 1919, hoàn toàn không có trùng tu hay là nhập thi nào, trải qua 100 năm màu sắc vẽ và tạo hình như thế này. Bên trong gian đại sảnh chính của ngôi nhà có đặt bộ trường kiện ngũ sơn dùng để các vị khách quý và các vị quan viên ở đây, gỗ làm ra bộ trường thủy, đây là bộ siêu đỏ. Trong ngôi nhà này thì anh chị đồng mình đi tham quan ngồi ngay phía sau này, còn những gì và còn lại trong ngôi nhà thì không có được ngồi, nhưng mà em xin phép mời đồng mình cứ di chuyển theo em ngay phía bên trước, sau khi nghe phía bên xong thì cô chú anh chị đồng đồng sẽ có thời gian quay lại ngồi ngay phía này để bạn sang hoạt. Sau khi đồng mình bước vào có đặt chiếc xe màu đen, đây là chiếc xe hiệu Citroen em của Pháp, chiếc xe được mua vào năm 1930 tại Sài Gòn và biển số xe vẫn là biển số gốc nhưng mà nó mới NV được viết tắt của đường Nam Bộ đang là thứ tự theo đường thời kỳ, còn dạ, chiếc máy thanh của công tử hiện tại đang nằm trên bảo tàng nghiên cổ tại Hà Nội. Dạ, xin mời quý đồng chí lên trận, đồng mình sẽ tham quan trên bức tranh của nhà công tử bằng nghiên cổ. Dạ, gia đình mình thân mến, em cũng xin giới thiệu với gia đình bên tay phải trên đây. Dạ, bên này là bác Trần Trinh Đức, năm nay bác 76 tuổi, và bác là con trai của công tử Bạc Liêu. Dạ. Dạ, một tiếng nữa mà nghe tiếng bên xong á, gia đình của mình sẽ có thời gian quay lại giao lưu hay là chụp ảnh lưu niệm với bác sau ha. Dạ, em xin mời gia đình mình vào bên trong này, gia đình sẽ tham quan vườn tượng của công tử Bạc Liêu. Rồi, mến chào các bạn, đây là mẹ Nam Hải. Đây là khu du lịch mẹ Nam Hải của Bạc Liêu ha. Đây. Đây là toàn cảnh các bạn. Đó, ta cúng rất nhiều ha. Đây, khu du lịch chỉ có vậy thôi. Đơn giản chỉ có vậy thôi các bạn. Rồi, mến chào các bạn, bây giờ mình vào khu lưu niệm nghệ thuật đơn ca tài tử Nam Bộ của nhạc sĩ Cao Văn Lầu các bạn nha. Rồi. Dạ, rồi trước hết thì em sẽ mời đoàn của mình nghe trước bên những khung cảnh ở bên ngoài đằng trước. Ở đây thì mình có hai nhà trưng bày để mà khách mình tham quan. Một nhà trưng bày giới thiệu về đơn ca tài tử Nam Bộ và sân khấu cải lương. Còn nhà trưng bày bên kia là giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của nhạc sĩ Cao Văn Lầu. Ở phía sau nữa thì mình có phòng mộ của gia đình nhạc sĩ Cao Văn Lầu được chôn cất ngay tại đây. Và nếu mà các anh chị mình có nhu cầu nghe đàn ca tài tử á, thì khi mà mình tham quan thì mình nghe thuyết minh xong thì mời mình lắng lại khoảng 15 đến 20 phút để mà mình cùng nghe những nghệ nhân nghệ sĩ ở đây mà ca bài vào cổ Hà Nam và những bài vọng cổ nói về Bạc Liêu rất là hay. Rồi trước hết thì em nghệ thuật đơn ca tài tử Nam Bộ cải lương. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
và kế bên là nghệ sĩ Cẩm Loan. Mời các chị mình cùng thưởng thức ạ. Nếu mà có thời gian nữa thì em sẽ mời các chị mình cùng nghe thêm một bài hát nữa. Và qua bài hát này các chị mình sẽ được nhìn lại cái cảnh chia ly của vợ chồng nghệ sĩ Cao Văn Hầu khi đã chia tay nhau do không chính thuộc là Trang Viên Cô Thích Thất Thành Thê. Và bài này có tựa đề là Âm Vang Nhà Cổ qua giọng ca của nghệ sĩ Vĩnh Sơn và nghệ sĩ Ngọc Bích. Vợ chồng mình chung sống với nhau đã 3 năm, nhưng gió phong kiến bủa sàng bởi câu tam liên vô tình bất thành thế, khiến cho vợ chồng mình phải xa đi. Cứ rộn mình ơi, mình ơi, mới sáng sớm của mình đi đâu vậy? Mến chào các bạn, thì khi mà sáng nay thì ăn sáng ở nhà Công Tử Bạc Liêu, nhà hàng Công Tử Bạc Liêu, thì bây giờ đến trưa hôm nay thì đến tại nhà hàng Chùa Dơi của tỉnh Sóc Trăng ha. Đây, nhà hàng du lịch Chùa Dơi đó các bạn. Rồi bây giờ xem thử coi ông trưởng đoàn sẽ cho mình ăn món gì nha. À, chào ông trưởng đoàn. Thì sáng nay thì mình thấy ăn sáng ở nhà hàng Công Tử Bạc Liêu rất là ngon rồi. Dạ. Là do đoàn của mình, ông trưởng đoàn bao luôn. Dạ. Trong cái số tiền chỉ có 600 mấy chục nghìn thôi. Dạ. 39 nghìn thôi mà ông bao luôn sáng. Bây giờ ăn trưa này khách trả hay là công ty lo luôn ạ? Lo luôn hả? Dạ. Ô, mình đi như vậy thì mình lấy cái gì để mình sống à? Có nghĩa là chủ yếu là làm vui chơi thôi. Vui là chính hả? Dạ đúng rồi. Đam mê là chính hả? Dạ đam mê. Ô, làm cái nghề gì cũng có đam mê nha. Dạ. Bữa nay là mình kêu những cái món gì đây? Cái này có cá chiên, còn cái này là một cái món đặc trưng của Sóc Trăng. À, món gì đây? Là món này là món gì? Lẩu mắm. À, lẩu mắm Sóc Trăng. Ồ, rồi cái gì nữa? Ăn với bún. Lẩu mắm ăn với bún. Rồi còn cái gì? Đó là bỏ vô trong lẩu. Lẩu. Con này là cá kho. Rồi cá kho. Rồi cô bé đó bưng cái món gì mà có vẻ nó rất là lạ. Hả? Mướp hương xào tỏi. Mướp hương xào tỏi là mướp này rất thơm hả? Rồi cái món gì đây? Thịt kho. Chà. Nói chung một bữa cơm mà coi như là ăn Chùa Dơi như vậy thì cũng rất là ngon ha. Dạ. Thịt đơn rất là hoành tráng. Món cơm. Rồi, ông chủ ngồi vô đi. Mời em. Thì ông chủ cứ ngồi vô trước đi để mình đang quay phim mà. Ông chủ ngồi, mình muốn quay ông chủ mà. Nó bé ngồi vô luôn á. Dạ. Ủa quên chứ. Bé là cửa hàng phải không? Rồi. Bên nhà hàng, dạ. Rồi. Đó. Một bữa cơm rất là thịnh soạn ha, do ông chủ đoàn công ty du lịch, dịch vụ và du lịch Khánh Hoàng tài trợ chương trình này. Rồi, mình ngồi đi à. Rồi, ngồi vô. Đây là trung tâm hành hương Đức Mẹ Fatima Vĩnh Long. Bên kia là chỗ của ca đoàn. Đại Đức Mẹ Quốc Sê. Bên này là nơi sinh lễ và bán các cái tượng. Rồi. Những ngày mà lễ Đức Mẹ thì cha làm lễ ở đây thì giáo dân từ ngoài kia nè, từ ngoài kia vô tới đây luôn. Hiện tại giờ đang xây thêm một số cái khu mới, ha. Đây.
khu cái bàn ghế salon. Đây. Rất là lớn, một khu nói chung khu rất là rộng lớn. Rồi kính thưa các bạn, thì mình đang có mặt ở đây là trung tâm Đức Mẹ Fatima Vĩnh Long, thuộc thành phố Vĩnh Long của tỉnh Vĩnh Long. Thì ở đây là một trung tâm hành hương về Đức Mẹ Fatima ở tại là khu vực miền Tây Nam Bộ của Việt Nam. Thì nơi đây cũng đang được xây dựng thêm một số cái công trình để cho nó lớn hơn, để mà đủ để mà đón nhận cái lượng khách mà từ ở các cái địa phương mà người ta về đây mỗi khi mà lễ hội. Thì theo như mình được biết thì mỗi khi mà lễ hội thì lễ Đức Mẹ đó, thì cha làm lễ trên bàn thờ thì giáo dân là sẽ ra tới khắp cái khu này, ra tới cổng ngay đây đứng rất là chật đó. Thì thành ra người ta đang xây dựng thêm, thì mình chỉ thấy người ta xây dựng thôi, chứ còn về cái ý đồ công trình mà xây dựng thêm thì không hiểu là khu nhà ở hay khu tu hay là khu gì đó, mình nói chung cũng không có rành lắm. Nhưng mà mình thấy cái khu cũ thì nó rất rộng rồi, nó rộng dài ra tới ngoài kia ha. Rộng dài ra tới ngoài kia. Và khu mới này thì cũng đang sửa chữa. Đó, rộng lắm. Cái này thì nếu mình ước tính nó thì nguyên cái khu này nó chừng khoảng gần 1 hectare thôi, chứ chưa tới 1 hectare. Chợ đó là khu đã xây dựng nhà lên nha, chắc cũng cả hectare chứ. Cả hectare chứ không ít đâu, cả hectare đó, chứ không ít đâu mà. Rất là rộng luôn. Rồi, bạn nào có về đây hành hương thì Fatima Vĩnh Long, các bạn cứ đánh lên trên Google Fatima Vĩnh Long là thế nào cũng có. Bên kia là cái hàng ghế, bên phía này là ca đoàn nè. Rồi bên này là hàng ghế của những nói chung khu ai đó không biết. Bên kia là khu sinh lễ và bán một số là tượng Chúa. Rồi, như vậy chắc cái này khoảng 1 hectare đó các bạn, cả 1 hectare đó, rất là rộng luôn.